Thưa quý vị, Do Thái thành lập trường đại học tại một khu định cư ở Tây Ngạn, tin từ Jerusalem. Do Thái đã nâng cấp một trường cao đẳng tại một khu định cư lên thành trường đại học, phản ảnh quyết tâm sẽ duy trì các khu định cư trong vùng đất chiếm đóng Tây Ngạn trong mọi hiệp ước hòa bình có thể ký kết với Palestine trong tương lai. Trường Ariel thiết lập gần thành phố Nablus trong năm 1982, được nâng cấp ngang hàng với các trường đại học ở Do Thái. Chương trình nâng cấp đã được tuyên bố sau khi chính phủ Netanyahu loan báo mở rộng các khu định cư và thiết lập những khu định cư khác trong vùng đất chiếm đóng Tây Ngạn, tạo ra sự phản đối của các nước thân Do Thái ở Âu Châu. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên Do Thái mới có một trường đại học mới. Các viện trưởng đại học ở Do Thái nói rằng trường đại học mới này sẽ dẫn tới sự thiệt hại của họ. Những người khác ở Do Thái và trên thế giới đã lên án quyết định. Nhưng giáo sư Yehuda Danon ở Ariel nói rằng nhu cầu có thêm trường đại học đã được quyết định từ năm 2005. Những người chỉ trích chỉ quan tâm tới mặt chính trị mà không quan tâm tới nhu cầu giáo dục. Sinh viên Do Thái ở Tây Ngạn đã hoan nghênh quyết định của chính phủ. Tuy nhiên, Palestine đã lên án quyết định này và kêu gọi các trường đại học trên thế giới tẩy chay trường đại học Do Thái trên vùng đất chiếm đóng Tây Ngạn. Giáo sư Basel Mansour của trường đại học Anasha ở Nablus nói rằng quyết định của Do Thái hoàn toàn vi phạm pháp luật quốc tế và công ước Geneva. Hầu hết các cường quốc trên thế giới, ngay cả Hoa Kỳ, đều coi việc xây dựng định cư của Do Thái trên vùng đất chiếm đóng là hành động bất hợp pháp, cản trở tiến trình đem lại hòa bình của Trung Đông.